hỏi: làm sao phân biệt được ai là vị minh sư chân chánh? Đáp: muốn phân biệt xem ai là minh sư thì xem người đó có tâm tranh tâm tham không, xem ông ta có phải là người ích kỷ tự lợi không, xem ông ta có thường dùng lời phương tiện để nói dối rồi lại còn cho rằng đó là phương tiện quyền xảo. Nếu quả là người như vậy mà còn cho là thiền tri thức, cũng tức là các vị đã không hiểu biết rõ ràng phải quấy rồi. Nghĩ rằng à, cái ông Ngô Tương Kiệt ông đâu có xè tay xin tiền ai đâu. Dạ không, không có. Dạ. Những gì mà ông làm về cho về Phật pháp, về Thiên Long Sơn, à, ông có thể ăn mì gói giống như bao nhiêu người khác. Ông người ông rất là bình dân. Dạ. À, nói về à, tương lai cho Thiên Long Sơn, rồi có spend tiền làm cho tốt đẹp cho Thiên Long Sơn cũng là ổng. Những chuyện khác, ví dụ như người ta tỷ phú, người ta ăn cao lương mỹ vị, nhưng mà tại sao ông Ngô Tuấn Kiệt là ổng lại ăn mì gói như bao nhiêu người khác? Ổng đi đứng, đi lên, đi xuống thì cũng giống như bao nhiêu người khác. Tôi để ý ổng đó, một cái tờ giấy mà khi ổng ăn xong đó, trước khi ổng chùi miệng là ổng xé làm hai. Ổng không giống như người khác, tao có tiền rồi chơi xa láng sáng thì xóm chẳng hạn vậy. Nhưng mà ông Ngô Tuấn Kiệt không phải là như vậy. Nhiều khi ổng lấy áo á, tay áo ổng chùi nữa. Tại không có giấy mà. Đó, ổng cũng ngồi ăn thì đó, người có phát tâm trên thế giới này giống Ngô Tuấn Kiệt có bao nhiêu đâu. Ổng mua thêm cái Thiên Long Thổ. Có hai căn nhà. Đến đó ngủ, ăn nghỉ, tu tập, gặp người này, người nọ, người kia. Có một số người ở đây cũng phụ làm bếp. Thì mình tu tâm mà có cơm ăn, có chỗ ở, bất cứ những cái chuyện gì sinh hoạt hàng ngày đều của ông Ngô Tuấn Kiệt hết. Em nghĩ ổng cần gì có mọi người, ổng đâu cần gì có mọi người đâu, ổng đâu cần. Đừng có nói ổng thôi, giờ tôi đồ nữ sành cho anh 100.000 hay là 200.000, ổng đâu có lấy làm gì. Ổng không có lấy. Vậy là theo ý anh, ông Ngô Tấn Kiệt là một người rất là bình thường, bình dị, hòa đồng với tất cả mọi người. Đúng. Nhưng vậy. Mà làm một chuyện rất là phi thường, không tầm thường, không giống bất kỳ ai ở trên, phải nói trên thế giới này nữa. Không, trên thế giới này không có Ngô Tấn Kiệt, người Ngô Tấn Kiệt thứ hai, không có.